Ronaldo béo mùa hot, có chỉ số ST là 98, mức lương 22, chiều cao 1m83 cm, cân nặng 78 kg, thể hình trung bình, chân thuận, trái nằm và phải nằm. Năm sao kỹ thuật. Số gốc bao gồm sút xoáy, tinh tế, mang tốc độ, bấm bóng và qua người. Ở vị trí ST thì Joao Béo rất mạnh ở tăng tốc, tốc độ, rê bóng và giữ bóng. Cùng với đó là khả năng dứt điểm cực kỳ bá đạo. Chỉ số phản ứng chọn vị trí vô lê sút xa đánh đầu và lực sút cũng rất tốt. Và sức mạnh ở mức 98, đủ dùng để tung hụt với bất kỳ một hậu vệ nào. Khi để dô béo ở vị trí ST thì các bạn để xu hướng là cộng 3 và thủ 1 sẽ lách tuyến thủ đánh chặn thủ thường và chạy chỗ. Sau thời Pele thì Rojo thật sự là một chọn rất chất lượng trên hàng công cho bất kỳ huấn luyện viên nào. Và thực tế thì Ronaldo dù trải qua rất nhiều các câu lạc bộ khác nhau nhưng ở bất kỳ nơi nào anh cũng đều phát huy được vai trò sát thủ săn bàn của mình. Từ quê nhà Brazil cho tới Hà Lan với câu lạc bộ PSV Eindhoven. Sau những thành công rực rỡ thì Ronaldo béo đã chuyển sang những câu lạc bộ hàng đầu như Barcelona, Real Madrid, Inter Milan và AC Milan. Ronaldo béo đã có tất cả những danh hiệu cao quý ở đội tuyển quốc gia, bao gồm FIFA World Cup 2002 và Á quân World Cup 1998. Điều đáng tiếc trong sự nghiệp của Dâu Béo có lẽ là danh hiệu Champions League, thì anh không có duyên với chức danh hiệu League. Tuy nhiên thì với tài năng của mình, Dâu Béo với chiếc đầu trọc lóc cùng mái tóc chõm đuôi ngựa thần thánh vẫn luôn là một biểu tượng của những năm 2000, 2001, 2002 và 2003, thời kỳ mà Việt Nam mới bắt đầu có những vô tuyến và hình ảnh của Ronaldo béo người hành tinh ngập tràn trên khắp các trang báo và TV, khiến cho người người nhà nhà ai ai cũng biết đến người hành tinh Ronaldo béo. Và thực tế khi chứng kiến Joao Béo thi đấu thời kỳ đỉnh cao thì ai cũng phải ngạc nhiên bởi khả năng đi bóng uyển chuyển, khả năng dè dặt và dứt ghi bàn thượng thặng của mình. Thể hình tương đối đẹp cũng là một lợi thế của Joao Béo trong in-game. Thì không quá tốt cao châu bò nhưng đủ dễ dùng. Dù béo là một cầu thủ có kỹ thuật tốt, bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm của dù béo, chúng ta có thể thấy rằng là cực kỳ lợi hại và sát thủ trong bất kỳ hoàn cảnh và vị trí nào thì dù béo cũng đều có thể tung ra được những cú dứt điểm hiểm hóc. Thời kỳ đỉnh cao của mình thì Joao Béo có sở thích đó là trước khi anh ghi bàn thì anh phải đi bóng qua cả thủ môn lẫn hậu vệ đội bạn. Và đó là phẩm chất mà chỉ có những thiên tài xuất chúng mới có thể làm được. Thậm chí những người hậu duệ xuất sắc như Cristiano Ronaldo hay là Lionel Messi cũng khó có thể mà bị kịp được Joao Béo ở những khoảng này. Mỗi khi Joao Béo đi bóng, cả cầu trường khán giả dường như muốn vỡ tung. Trong tất cả các mùa giải của Joao Béo trong FIFA 24 thì mùa giải nào cũng đang dùng, các bạn thấy là AI chạy chỗ rất thông minh. Thì bóng bật ra Joao Béo đã chọn
đúng vị trí và tung ra một cú dứt điểm gọn gàng. Tính năng chat và bình luận của game khiến cho tình hình trở nên tương đối hài hước. Và như vậy là có một bạn để yêu cầu là cho tôi hòa được không? Tất nhiên là đối với tôi thì chơi game chỉ là giải trí. Vậy thì ok. Tuy nhiên chúng ta sẽ vẫn tiếp tục review về rô béo. Bạn có thể hoạt tôi nhưng tôi cần số béo của mình ghi bàn. Có lẽ đây là một trong những huấn luyện viên có khiếu tương đối hài hước. Anh ta đang trong giai đoạn trụ hạng. Thăng hạng gì đấy, chỉ cần một điểm là có thể trụ hạng hoặc thăng hạng. Tuy nhiên thì tôi cần ngoài khả năng ghi bàn bá đạo thì dầu béo khả năng kiến tạo cho đúng hay và xuất sắc. Anh có thể ghi bàn bằng chân và ghi bàn bằng đầu đều rất xuất sắc. Và đúng như cái tên ngoài hành tinh thì dầu béo cực kỳ xuất thần trong những ở phạm vi góc hẹp. Dầu béo vẫn có thể tung ra được những pha dứt điểm và tinh túy. Skill 5 sao. Thì các bạn để ý là thấy rằng phong độ trận này của Rô Béo là xuống rất thấp. Vì thế để review được Rô Béo cái hoàn hảo độ này cũng tương đối khó khăn. CR7 tôi đã nói đẳng cấp là mãi mãi. Phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi. Đó là điều để chúng ta có thể ghi nhận rô béo mò. Và dự định rất hay. Sở hữu một rô béo mồ hót trên hàng công thì các bạn hoàn toàn yên tâm rằng cầu thủ này có thể gánh team. Thực tế là trong những trận đấu các trận đấu xếp hạng câu lạc bộ cũng như đồng đội chiến đấu đơn thì huấn luyện viên đều ưa thích sử dụng rô béo mồ hót trên hàng công của mình nếu như có cơ hội sử dụng anh ấy. Thì không ai có thể từ chối một số béo hót thần thánh. Với 5 sao kỹ thuật thì rô béo có thể quẩy skill rất là mượt. Và kiến tạo của chuyền bóng rất vừa chân. Phong độ thấp thì sẽ rất khó để dù béo có lợi thế trong những pha tranh chấp với tì đè. Tuy nhiên ở phong độ cao thì sẽ cần. Đạo học ra là
là dô béo và dẫn đi. Tuy nhiên đã bị hậu vệ đối phương phá. Đây là một tình huống tì đè. Khó đấy. Hòa được không? Đồng với phong độ thấp thì dồ béo rất lười, thường xu đã lùi về, anh không muốn bó vào trong trong phong độ cao thì rất có thể sẽ khác. Fair play. Vậy chúng ta đã được chứng kiến dồ béo thì ở vị trí ST tôi phải chấm cho anh ấy mức điểm là 10 trên 10. ST toàn diện luôn, rất đáng để các bạn